Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở trong cái xã hội này, Ngài không khác gì ở thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc tất cả đều là thiện, tốt đẹp, không để ở trong tâm. Nơi đây tất cả bất thiện cũng không để ở trong tâm. Ngài ở nơi đây biểu diễn cho chúng ta xem. Dùng một câu A-di-đà Phật đem vọng tưởng, tạp niệm, thiện bất thiện nghiệp thấy đều đổi hết. Trong lòng không có thứ gì, sạch sẽ, trong sạch, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Thiện A-di-đà Phật, ác cũng A-di-đà Phật. Đến A-di-đà Phật, nơi đây liền bình đẳng rồi. Đây chính là phương pháp của Ngài tu hành diệu tuyệt rồi. Đây gọi là niệm Phật. Ngài biết niệm Phật. Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Đây là giả niệm, không phải là thật niệm. Cái cách niệm này, niệm 100 năm, 200 năm, 300 năm cũng không ít gì, vẫn là luân hồi sáu cõi. Niệm Phật không thể xen tạp. Lời nói này nhiều năm qua chúng ta đã nói rất nhiều lần. Niệm Phật có ba cương yếu. Cái thứ nhất, không thể xen tạp. Cái thứ hai, không thể gián đoạn. Tốt nhất là ngày đêm đều không gián đoạn. Cái sau cùng, không thể hoài nghi. Nó là thật, một chút cũng không giả. Chân thật giữ lấy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không có ai không thành tựu, hơn nữa thành công rất nhanh. Chúng ta từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ trong Giảng Sanh Truyện mà xem. Để từ trong công phu niệm Phật hiện tiền của chúng ta, niệm Phật đến giảng sanh, chúng ta sẽ phát hiện ra người 3 năm thành tựu rất nhiều. 3 năm 1.000 ngày. Người xưa nói, sách đọc 1.000 lần, nghĩa kia tự thấy. 1.000 ngày chính là 3 năm. 3 năm có thể chuyển tâm, vạn duyên buông xả, khẳng định được tam muội. Được tam muội thì chắc chắn giảng sanh, mà còn tự tại giảng sanh. Muốn lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi. Muốn ở thêm mấy năm thì không chướng ngại gì. Không có thọ mạng, không có thọ mạng, A-di-đà Phật sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi. Tôi cảm thấy không phải là thọ mạng của Ngài. Cơ thể thọ mạng của Ngài sớm đã đến rồi. Tại vì sao trường thọ như vậy? Phật kéo dài cho Ngài. Việc của Ngài chưa làm xong. Cho nên chúng ta xem thấy báo cáo này, đến sau cùng Ngài được quyển sách này. Ngài không biết chữ, Ngài nói quyển sách này là: nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Vô cùng hoan hỷ. Bạn xem trong báo cáo nói, giống như là nhận được bảo bối vậy. Ngưỡng vọng nhiều năm, bảo bối này rốt cuộc đã đến tay. Mặc áo đắp y, quan hỷ cầm lấy quyển sách này. Các người phải mau mau chụp hình cho tôi. Đó là gì vậy? Một biểu pháp sau cùng. Cái biểu pháp này xong rồi, người liền đi đến thế giới Cực Lạc. Ngài ngưỡng vọng cái biểu pháp này là ngưỡng vọng rất nhiều năm. Cuối cùng
ngày này đến rồi. Phật tiếp dẫn ngày giảng sanh. Đến lúc nào ngài rõ ràng tường tận, ngài không nói với người, không cần người trợ niệm. Chọn lựa thời gian là buổi tối, mọi người đều đi ngủ, ngài ra đi, không có người quấy nhiễu. Bạn quan sát cái đĩa này, bạn tỉ mỉ quan sát từng ly từng tí, bạn sẽ phát hiện áo diệu ở trong đó. Thảy đều đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta tin tưởng. Hoa Nghiêm Kinh tánh khởi phẩm Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác. Đây là bốn loại danh xưng của Phật. Có ba loại: tánh khởi, tánh pháp bất khả tư nghị. Cái thế gian này của chúng ta gọi là duyên khởi, không phải tánh khởi. Tánh khởi chúng ta không cách gì tưởng tượng. Chúng ta sinh hoạt ở trong thế gian duyên khởi, chính là nhân duyên sanh pháp. Tánh khởi không phải nhân duyên, không có nhân, cũng không cần đến duyên. Chỗ nào gọi là tánh khởi? Chư Phật Như Lai sở trụ cõi nước là tánh khởi, gọi là cõi thật báo trang nghiêm, gọi là pháp giới nhất chân. Cái pháp giới đó là tánh khởi, không phải duyên khởi. Tánh khởi cùng duyên khởi có cái gì khác biệt? Hiện tượng của duyên khởi có sanh có diệt, hiện tượng của tánh khởi không sanh không diệt. Hiện tượng của duyên khởi có dao động, hiện tượng của tánh khởi không dao động, vĩnh viễn giống như ở trong định vậy, không dao động. Duyên khởi có ô nhiễm, có phiền não, sẽ sanh phiền não. Tánh khởi không có ô nhiễm, không sanh phiền não. Vậy thì giảng sanh đến thế giới cực lạc, bổn kinh 48 nguyện, ở nguyện thứ 20, nguyện thứ 20 nói: đều làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát. A Duy Diệt Chí Bồ Tát chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ trụ là tánh khởi, không phải duyên khởi. Thế giới cực lạc là tánh khởi, không phải duyên khởi. Thế giới cực lạc có trời người, không có cõi ác. Ngạ quỷ súc sanh địa ngục bao gồm Tu La La Sát đều không có, chỉ có hai cõi trời người. Đây là cõi động cư. Cõi phương tiện vì có bốn thánh, có Thanh Văn Duyên Giác, có Quyền Giáo Bồ Tát. Đây là ở mười pháp giới. Sáu cõi là phàm phu, là nhiễm. Pháp giới bốn thánh là tịnh, là tịnh độ của Thích Ca Như Lai. Sáu cõi là uế độ. Minh tâm kiến tánh siêu diệt mười pháp giới, ở báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ chính là thế giới Hoa Tạng. Cho nên tu học các pháp môn khác, họ tương lai đi đến cõi nào, chân thật tu thành công rồi, khai ngộ rồi, đều sanh đến thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng cùng thế giới cực lạc không hề khác,
Thế giới Hoa Tạng nương vào tự lực, pháp môn Tịnh Độ nương vào Phật lực của A Di Đà Phật, không như nhau. Cho nên một cái gọi là pháp môn tự lực, Tịnh Độ gọi là pháp môn tha lực. Chúng ta hoàn toàn nương vào A Di Đà Phật, chân thật có thể nương dựa, phải tin tưởng, không thể hoài nghi. Bạn hơi có chút hoài nghi thì sau cùng giảng sanh liền biến thành chướng ngại, không thể đi được. Tuyệt đối tin tưởng, không thể có chút gì hoài nghi. Tịnh độ điều kiện thứ nhất chính là tin, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là trì danh niệm Phật. Tín nguyện rất là quan trọng. Có tín có nguyện chắc chắn giảng sanh. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao thấp là công phu niệm Phật sâu hay cạn, không phải nhiều ít. Công phu xem từ chỗ nào? Chính là bạn buông xả nhiều ít. Công phu xem ở buông xả. Bạn buông xả được càng nhiều thì công phu càng sâu. Buông xả được càng ít thì công phu cạn. Phải đem cái khó buông xả nhất để ở đầu tiên. Thông thường người ta nói tình chấp có buông xả nhất. Tài vật, địa vị, danh dự, loại nào là bạn ưa thích nhất thì bạn bắt tay vào ở chỗ đó. Cái khó xả nhất đều xả được thì các thứ khác dễ dàng. Không buông xả thì thiệt thòi lớn rồi. Bị hại là chính mình, không phải người khác. Tôi xem thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tôi có tâm cảnh giác rất cao, phải học tập với Ngài. Học nghề cái gì? Triệt để buông xả. Có cũng như không có. Tư sanh chi cụ chính là thứ đời sống cần phải dùng đến, càng ít càng tốt. Người xuất gia ba y một bát, đó là Ấn Độ, ở vùng nhiệt đới. Từ đầu năm đến cuối năm, ba chiếc y đầy đủ rồi. Cho nên đời sống của người xuất gia đơn giản, không có bất cứ thứ gì. Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa, vật dụng sống riêng nhiều rồi, chính là tích chứa. Gia nghiệp này lớn quá rồi, không thể buông xả. Nhất định phải biết được là giả, không phải là thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, cả thể cái vũ trụ này của chúng ta rốt cuộc là như thế nào? Ở trên Kinh Phật nói những thứ này, thấy đều là tự tâm hiện lượng. Bạn xem câu nói này, nói hết rồi. Là hiện tượng trong tâm của chính mình biến hiện ra. Chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm phức tạp như vậy,
phiền phức như vậy. Không có quan hệ, toàn là giả, không phải là thật. Biết được chân tướng sự thật, tự nhiên liền không để trong tâm, có cũng như không có. Ta có, người khác mang đi dùng rồi, không luận dùng phương pháp gì mang đi, ta có thái độ như thế nào? Vốn dĩ không có, vốn dĩ không phải của ta. Không có thì chẳng phải công việc gì rồi sao? Tâm bình khí hòa, an vui tự tại. Của ta thường hay nhớ lấy, vậy thì sai rồi. Cái niệm này là gì? Niệm luân hồi, niệm sáu cõi, niệm mê hoặc điên đảo. Phải học buông xả. Sau khi buông xả thì tự nhiên bạn liền được nhìn thấu, trí huệ liền hiện tiền. Là tánh khởi. Chúng ta phải quay về tánh khởi, không nên lưu luyến duyên khởi. Duyên khởi toàn là giả. Sở dĩ giả hà, phi thiếu nhân duyên, thành đẳng chánh giác, xuất hưng ư thế, không phải nhân duyên ít, là nhân duyên vô lượng, không thể nghĩ bàn. Phật xuất hiện ở thế gian này, nghĩ đến Phật, nhất định nghĩ đến chính mình. Vì sao vậy? Chính mình cùng Phật là một, không phải hai. Người đã giác ngộ rồi, ngài buông xả rồi, ta vẫn chưa buông xả, ta vẫn chưa giác ngộ. Ngày nay ngài biểu diễn vì chúng ta thể hiện một con đường quay về tự tánh, con đường thành Phật. Chúng ta phải tình nguyện đi con đường này, y theo ngài như vậy. Y giáo phụng hành, ngay trong một đời chắc chắn thành tựu. Không nên đợi đời sau. Trước tiên phải buông xả. Đây là ta, đó là anh, kia là anh ấy. Cái quan niệm này không tốt, cái quan niệm này không thể đi được, không tương ưng với thế giới cực lạc. Bạn xem, ngài Hải Hiền nói với người khác, niệm A-di-đà Phật, cái thế giới này cái gì cũng đều là giả, không có thứ nào là thật. Đại sư Vĩnh Gia nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, khi giác rồi không không cả đại thiên. Chúng ta phải giác, không nên mộng nữa. Ở trong mộng tỉnh lại rồi, xem thấy lão hòa thượng như vậy, chúng ta phải tỉnh ra, không nên vậy nữa. Ta tu hành tại vì sao không thể giống được như ngài vậy? Vì ta cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái này cũng cần, cái kia cũng cần. Hỏng chính ngay chỗ này. Chỗ cao minh của ngài là không muốn bất cứ thứ gì, cũng không cần bất cứ thứ gì, tất cả tùy duyên. Có duyên là làm lợi ích chúng sanh, biểu pháp. Không có duyên không làm, không đi phan duyên. Vậy thì tốt. Chúng ta vào những năm gần đây,
biết được sự việc này. Sự việc này là tiến sĩ Than Ân Tỷ nêu ra. Sau khi chúng ta nghe rồi, càng nghĩ càng chân thật.